Chào mừng các bạn trở lại với kênh của tôi ha. Và hôm nay thì cũng được theo yêu cầu thêm của rất nhiều các bạn học viên cũng như là các bạn follow kênh của tôi. Có rất nhiều bạn thì có comment, email và nhắn tin. Qua cái kênh của thầy thì em học được thêm rất nhiều các cái mẹo hoặc là những cái vòng hòa âm hoặc là giúp cho các bạn đi chơi đàn tốt hơn. Cũng cảm ơn tất cả các bạn, với hy vọng những cái kiến thức hoặc là cái kênh của tôi có thể giúp ích được phần nào cho tất cả các bạn ha. Và hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục thêm một cái vòng hòa âm nữa để cho các bạn chơi nhạc pop, hoặc các bạn chơi đệm thánh ca, hoặc các bạn có thể chơi làm intro giáng tấu ha. Và tôi sử dụng ở trên cái vòng này là tên giọng Ray Trường ha. Đây, cái vòng này là một vòng khá là phổ biến đó, ADD9 S9 các bạn ha. Và tôi để trên nhịp 44 đó. Và đây là một cái vòng mà tôi thấy rất là thú vị. Son sus 2, tôi ghi sơn son sus 2, son bát la, son p, về re, re S9. Tôi ghi số 9 các bạn ha, các bạn hiểu giúp tôi là S9, tại vì S9 nó khá tốn diện tích. Đây là một cái vòng khá là thú vị này. Thì các bạn sử dụng S9 này. Và cái khúc này thì trước khi tôi về re thì tôi sẽ sử dụng một cái kết nửa khúc này cho các bạn nghe thấy khá thú vị. Tôi sẽ về C7 9 này. Đó. Và tôi sẽ về Mi7 9. Đó, tôi về son bát la. Đó, xong rồi về La7. Đó. Các bạn có thể xem là chơi làm 2 lần á, và cái vòng này là một vòng khá là phổ biến này. 1 3 4 5 6 2 5 về 1. Làm lại ha. 1 này. 3 4 5 6 2 5 lại phải quay về 1. Vòng này thì khá là thú vị và các bạn có thể làm intro giáng tấu cũng được, hoặc là các bạn làm và về ví dụ như phần đệm hát, hoặc là các bạn có những cái khúc mà các bạn có thể sáng tác nhạc các bạn dựa trên những cái vòng này thì rất là thú vị ha. Tôi đã làm thử cho bạn vòng này này. Red 9 về pha thăng thứ 7 các bạn này, về son sus 2 rất là thú vị, về son bát la, về C7 9 này đó, C7 9 này đó, Mi7 9 đó, son bát la, về La7, về re và ti ra đi. Khá là thú vị, nó nghe nó rất là chill ha, và nghe khá là tây. Ở trên thế giới thì có nhiều lắm, thường thường thì nó có khoảng 15 vòng hòa âm là cơ bản cho các bạn nhé. Còn hay hơn nữa thì nó có rất nhiều bài có những cái vòng hòa âm rất là hay và rất là thú vị, nó phù hợp với giai điệu. Nhưng mà cơ bản thì nó có khoảng 15 đến 20 vòng được áp dụng đi, áp dụng lại ha. Và 1 này. Các bạn có thể dùng S9 hoặc là sus 2 đều được. Đó. Son sus 2. Đó. Và các bạn dùng vòng này có thể làm intro cũng được này. Là thú vị. Tôi sẽ cho thêm những cái vòng nữa để cho các bạn có thể thêm chơi đàn hay hơn ha, hoặc là có thêm phương tiện, có thêm cách để các bạn chơi. Và đặc biệt ở cái phần này các bạn có thể chọn nốt, ví dụ như các bạn thấy là S9 này, các bạn có thể chọn nốt bậc 9 này. Đó, bậc 9 này. Và sang pha thăng thứ 7 này. Thì ở đây là Red 9 các bạn dùng nốt Mi là bậc 9 này.
và mi thứ hai thì là bậc 7 của pha tăng thứ 7. Son re là bậc 5 của son sus 2. Đó, xong về và re đây thì đã là bậc 3 của si thứ 79. Đó. Đó. La là bậc 11 của mi thứ 7 9-11. Khá là thú vị ha. Tiếp tục thì sang đoạn B đó. Đây là A thì B các bạn có thể sử dụng thêm một cái vòng nữa, ví dụ như là re rồi về đô bát re, rồi về son tam giác 79 và re bát phá thăng đó, vào mi thứ 7, mi thứ 7 đây các bạn này, đó về son bát la, xong quay lại về re. Đó, rất là thú vị ha. Re. Đó. Tại sao lại có đô trưởng bắt re ở đây? Bởi vì nếu các bạn mà hiểu về ở trong cái tập 2 của tôi nói về hòa âm nâng cao, tức là trưởng thứ hòa thanh giai điệu hợp âm 7, 9, 11, 13 ha, thì nó sẽ có những cái cấu tạo, ví dụ trưởng thứ hòa thanh giai điệu thì trưởng nó có bậc 7 này, giáng xuống nửa cung thành tốt đô thường. Từ đó cấu tạo ta sẽ có hợp âm đô trưởng. Đó, thì các bạn có thể đây sự trồng lên này. Đó. Đó. Các bạn nhìn này. Nó rất là hiệu quả nhé. Ti ta ti ta ta. Đó. Son tam giác 7 này. Đó. Re thứ 7, mi thứ 7. Son bát la về. Tôi làm lại từ đầu cho bạn nhé. Từ cái vòng này các bạn viết ra rất rất nhiều cách câu intro. Tôi có thể viết ra rất nhiều câu intro này. Bạn thấy chưa? Là ngay lập tức ta có một vòng intro rồi. Thậm chí các bạn làm câu intro vòng B này. Tôi ví dụ đây là A này. Đó. Và đây là B này. Đó, các bạn dùng này. Vân vân, rất nhiều cách để các bạn có thể ngay cả đệm thánh ca các bạn có những cái mẫu như vậy. Tôi lấy ví dụ các bạn đệm những cái bài ví dụ như là lắng nghe lời Chúa, ví dụ như là lời Ngài là sự sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài vân vân ha. Thì các bạn có thể làm cái câu intro như này. Nè. Nhiều cách để các bạn làm những cái mẫu intro như vậy, hoặc ví dụ như là các bạn chơi những điệp nhạc nhẹ này, hay ví dụ những cái bài niệm khúc cuối thì các bạn dùng là dùng cái vòng một intro nhé này, bởi vì ở bài niệm khúc cuối là nhịp 3-4 các bạn sử dụng này. Cho mưa
xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây đỏ hay cho bão tố có kéo qua đây, vân vân. Các bạn có thể ra được rất nhiều các câu intro hoặc giang tấu ha. Thì tại sao lại có ví dụ như hợp âm như này, đô trưởng mắt rê, nó đều có cấu trúc hết. Hay các bạn áp dụng S9 hoặc hợp âm 7 này, đó, pha thang thứ 7 về son sớt 2, hay là về si thứ 7-9, đó, mi thứ 7-9, hay là hợp âm là son bát la là hợp âm gì, nó đều có những cái nguyên tắc hết. Và qua đây thì tôi cũng trả lời cho rất nhiều các bạn có email và nhắn tin cho tôi là thầy ơi, em đã học rất nhiều các khóa học rồi mà cái phần hòa âm của em nó chưa được màu sắc ha, nó chưa được mới, hoặc là em không biết cách đặt hòa âm cho giai điệu như thế nào ha. Và cùng một bài cũ ấy, làm sao cho nó mới, cho nó hay lên, thì các bạn biết rồi, càng cái phần này rất là quan trọng. Bởi vì muốn đặt hòa âm hay hay là soạn câu intro hay thì cái sự hiểu biết về âm nhạc của các bạn phải rất là nhiều ha. Tại sao có rất nhiều bạn mà học những cái trường âm nhạc rất là chuyên nghiệp, ví dụ rất nhiều người bạn học ở nhạc viện ra, học chuyên ngành piano ra, ngón và technique rất tốt, nhưng mà bảo vào đệm hát hoặc hòa âm phối khí thì không biết, có thể là chơi nó bình thường thôi, hoặc là nhưng mà nếu mà các bài mà cổ điển mà tập ngón, ví dụ như của Bach hay là của Chopin hay vân vân, của những nhạc sĩ rất là nổi tiếng như là của Liszt, thì các bạn ấy chơi rất là tốt đó. Thì các bạn ấy là cái cách là tập, nhìn và chơi. Còn cái phần hòa âm phối khí á, và đệm này thì nó phải hiểu biết rất là nhiều, bởi vì đôi khi người ta chỉ cho các bạn một cái sheet thôi mà các bạn phải phối làm sao cho nó hay, thì các bạn phải nắm được rất nhiều các nguyên tắc đó. Thì chính vì vậy mà tôi đã ra một cái bộ về đệm hát gồm có 5 tập từ cơ bản đến chuyên sâu. Thì các bạn nào mà học về thánh ca thì tôi có thêm một tập 6 chuyên sâu về thánh ca, hoặc là hòa âm 4 bè cho các bạn nào muốn viết dàn dây, hoặc là chơi organ, hoặc là electron khi mà đệm thánh ca. Hoặc các bạn mà bị yếu về khả năng về cảm âm thì các bạn có thể học khóa cảm âm, vân vân. Tôi có rất nhiều các cái khóa học dành riêng cho các bạn từng cái phần mà các bạn bị yếu. Bởi vì là các bạn chơi solo tốt thì các bạn sẽ đệm hát tốt, mà các bạn đệm hát tốt thì các bạn sẽ chơi solo tốt, và tất cả nó đều có nguyên tắc hết. Thì cái cách ưu việt là mỗi một bài học tôi đều có giáo trình file PDF cộng với clip bài giảng đi kèm ha. Và sau mỗi bài các bạn có câu hỏi gì thì tôi sẽ trả lời cho các bạn, và sau 3-4 bài các bạn thực hành bài mẫu thì tôi sẽ sửa bài cho các bạn, thì học như vậy nó mới chất lượng. Và đây là một cái rất là ưu việt, bởi vì là khoa học trọn đời, các bạn có thể học sáng trưa chiều tối đêm các bạn mà các bạn học. Có rất nhiều các bạn là không đủ thời gian đi học này, không đến các trung tâm âm nhạc học được này, hoặc là không học một kèm một được, thì qua cái giáo trình này nó rất là tiện lợi, bởi vì các bạn có thể thức đêm, các bạn có thể đeo tai phone các bạn học. Có nhiều anh chị thì sáng sớm dậy học 30 phút một tiếng, tức là tranh thủ mọi lúc mọi nơi đều có thể học được. Và đây chính là một cái cách học rất là ưu việt của rất nhiều trường âm nhạc bây giờ đang rất là áp dụng, tức là được học từ xa, học theo những cái phương cách là học bằng giáo trình và những cái clip bài giảng đi kèm và có sửa bài. Đó, chính vì vậy mà có rất nhiều bạn đã học và đã thay đổi, thậm chí có nhiều bạn là vừa học qua cái khóa học như vậy và thậm học hết 4 năm khóa học thì đã quyết định đi theo âm nhạc chuyên nghiệp và muốn học để chơi chuyên nghiệp luôn. Và rất nhiều bạn đã học và tiến bộ rất là nhanh. Các bạn ấy gửi những cái clip về cho tôi thì thấy các bạn là học rất là thích thú cái phương pháp học như vậy, và nó sẽ không bị gò bó thời gian. Cho nên là mọi thông tin thì các bạn có thể vào website haipiano.com hoặc email cho tôi. Tôi sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả các bạn. Và tôi sẽ chơi lại một lần cái vòng này nữa cho các bạn ha. Đó, khoảng 15 phút ha, tôi đã hướng dẫn cho các bạn một cái vòng hòa âm rất là thú vị và tôi cũng rất thích hay dùng cái vòng này. Các bạn có bất cứ câu hỏi gì hãy comment cho tôi, hoặc là các bạn muốn tôi hướng dẫn chủ đề gì cũng hãy comment cho tôi. Và các bạn quan tâm đến khoa học thì hãy vào website haipiano.com hoặc email cho tôi. Tôi sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.